Xin hân hoan chào mừng quý vị đến với kênh Hiệp Ba Đạo, và cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một phần mới, đó là phần giáo điều hay còn gọi là giáo lý. Thì phần này là phần cốt lõi của đạo Công giáo. Nếu không có những phần này thì đạo Công giáo sẽ không có điểm tựa dẫn đến đạo Công giáo. Và sau đây chúng ta tìm hiểu giáo lý của họ có những gì và có phù hợp với xã hội hiện nay và tư duy của khoa học hiện đại hay không. Xin mời quý vị theo dõi. Chương 1. Tội tổ tông. Tội tổ tông là một tín điều căn bản của Công giáo. Không tin có tội này tức là không có chuyện Chúa Giêsu giáng trần. Vấn đề được đặt ra là con người vốn tốt hay xấu. Khổng, hay gọi là Khổng Tử, Mạnh Tử, cho rằng nhân chi sơ tính bản thiện, và con người có thiện tính, như vậy con người phải được cai trị bằng nhân nghĩa. Tuân Tử cho rằng nhân chi sơ tính bản ác, như vậy phải cai trị bằng võ lực. Phật giáo xác quyết nhân chi sơ tính bản thiện, và con người có sẵn Phật tính. Phao-lô cho rằng con người đã bị Adam làm cho trở nên tội lỗi. Augustine cũng chủ trương như vậy, tức là nhân chi sơ tính bản ác. Thế tức là từ đấy châu Âu bị nhồi sọ như vậy. Tuy nhiên Kinh Thánh lại chấp rằng vì ăn trái cấm con người đã trở nên giống Thiên Chúa. Ghi 3:2.22. Chứ có sa đọa gì đâu. Và lại theo Thiên Chúa giáo ngày nay, muốn sạch tội tổ tông chỉ cần đổ chút nước lên đầu hay dầm mình xuống nước, có khó khăn gì đâu mà Chúa Cha phải cho con giáng trần chuộc tội đó. Nếu cho rằng con người cần được thử thách trước mới đáng được vinh quang, thì cần chi Ngài phải dựng lên con người để rồi đày đọa họ như vậy. Người Do Thái chủ trương họ là những người được Thượng Đế trao cho bộ Kinh Thánh đầu tiên, nhưng họ cho rằng không làm gì có thứ tội bị Chúa phạt muôn đời. Trong sách Deuteronomy, Chúa chỉ phạt tới 3 đời. D 5:2.9. Và trong sách Ezechiel, Ezechiel 18:2.20, Chúa không phạt con nếu cha phạm tội. Ai làm tội nấy chịu, nghĩa là chỉ phạt một đời. Trong đoạn này, Chúa còn định nghĩa thế nào là một người công chính, ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa. Như vậy rõ ràng Chúa không biết gì về tội tổ tông. Ezechiel 18:2.5 đến câu 32. Thực ra con người sau khi ăn trái cấm đã không sa đọa như chúng ta tưởng, vì chính Chúa Elohim đã phán: nay con người đã nên bằng chúng ta, vì đã biết lành biết dữ. Vậy đừng để chúng giơ tay hái luôn cả trái cây hằng sống và sẽ sống mãi. Ghi 3:2.22. Và Ngài đuổi ông bà ra khỏi vườn để không còn tìm ăn trái cây hằng sống. Ghi 3:2.23. Như vậy nếu ông bà không ngoan hơn một chút, ăn luôn quả cây hằng sống thì đâu có chết. Điều vô lý trong câu chuyện này là con rắn biết nói. Ghi 3:2.1. Chỉ trong những chuyện hoang đường thần thoại mới có chuyện loài vật biết nói. Giáo hội cho đó là ma quỷ hay sa tăng. Các ngài cho đó là những thiên thần bị sa đọa. Nếu quả chuyện này là có thật thì đã ghi chép trong Kinh Thánh. Vậy các ngài đã đặt ra chuyện này, thời xin cho biết đã dựa vào tài liệu nào. Các ngài cho đó là lời truyền khẩu chăng? Thật là phi lý. Như vậy chuyện thiên thần sa đọa thành ma quỷ là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Các ngài cho rằng sa tăng bị Chúa giam trong hỏa ngục đời đời, bị lửa thiêu đốt đời đời, không bao giờ được thấy mặt Chúa. Nhưng sách Job ghi rõ rằng sa tăng vẫn về hợp với Chúa và các con Thiên Chúa. Và khi Chúa hỏi sa tăng vừa qua làm gì thì sa tăng thưa: đi chu du, rong chơi thiên hạ. Sau đó Chúa cho sa tăng đọa đầy và thử thách Job. Job 1:2.6 đến câu 12. Thì ra chuyện thiên quốc
cũng như chuyện gian trần ta. Các siêu cường thường vẫn hợp kín, hợp hở với nhau, trong khi dân con chúa phía dưới được dạy là phải đánh nhau vỡ đầu thí mạng. Thì ra Satan đâu có bị giam cầm trong hỏa ngục, vẫn đi chơi khắp nơi, vẫn thường xuyên gặp Thiên Chúa. Như vậy có phải giáo hội dạy một đàn mà Chúa lại làm một nẻo không? Hơn nữa, tội là của linh hồn, mà Thiên Chúa giáo cho rằng linh hồn là do Chúa sinh ra khi con người vừa mới thụ thai. Như vậy mỗi con khi con người vừa bẩm sinh là Chúa dựng lên một linh hồn mới. Thế thì làm sao mà tin được tội tổ tông vào? Hơn nữa, cái gì chính Chúa tạo nên thời phải hoàn thiện, cho nên tội tổ tông sẽ không chỗ bám. Trở lại vấn đề tội tổ tông, ta thấy đây chỉ là một vấn đề triết học suy luận về thân thể con người. Thánh hiền, Phật, Lão, Khổng cho rằng bản tính con người vốn tốt. Sở dĩ nó xấu là vì vô minh, u muội, không nhận ra rằng mình có thiên tính cao sang. Còn hạ trí, hạ nhân, tuân tử mới cho rằng con người vốn xấu. Pelagos 420, người đồng thời, Augustine 354-430, và sau này Jean Jacques Rousseau 1712-1778. Đây là ngày sinh, đây là ngày mất. Là người chủ sướng nhân chi sơ, tính bản thiện, và con người là một con người đáng kính trọng. Quyền cai trị là do dân chứ không do trời. Và sau đó xảy ra cách mạng 1789, lật đổ thần quyền vua chúa. Các giáo hội mới đầu cho rằng Jean Jacques Rousseau là một kẻ điên khùng, nhưng nay cũng phải chịu rằng dân chủ là hay nhất. Pelagius, vì chủ trương nhân chi sơ tính bản thiện, đã bị hai công đồng North African Synod of Maliver và Carthage cho rằng gói rối đạo năm 1416, sau đó cũng bị các giáo hoàng Inconet 1 và Johnny Mott lên án như vậy. Pelagius là một thầy dòng người Anh có tiếng là giỏi giang nhân đức. Ông buồn vì thấy người Công giáo thời ấy sống sa đọa và ông muốn tìm cách chấn chỉnh lại. Như vậy rõ ràng Công giáo chủ trương nhân di sơ tính bản ác, thật là thương hại biến vi tan điền. Chuyện đời dâu bể là thế đó. Giáo hội rất lớn tiếng cho rằng quyền lực thế gian là do Thượng Đế. Vì vậy xưa các giáo hoàng đòi phong vương, phong đế, nay thì các ngài lại chính là những người lớn tiếng nhất bảo vệ nhân quyền. Công giáo mừng vì nhờ có tội tổ tông nên Chúa mới giáng trần. Trong quyển Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã nhiều lần ca tụng tội tổ tông. Ôi, cái tội hồng phúc đã có công đem lại chúng ta đấng cứu thế cao cả biết bao. Theo tôi, tội tổ tông là một vấn đề không tưởng do Công giáo, nhất là Paulo và Augustine bày đặt ra. Nó không ăn nhầm gì đến vấn đề mặc khải hay đạo giáo, mà chỉ là một vấn đề triết học. Chúa cũng chẳng giáng trần vì một tội không tưởng. Tôi thấy Công giáo làm phép rửa tội để tha tội tổ tông thật là dễ dàng. Như vậy cần gì Chúa giáng trần? Tôi không tin có chuyện Chúa giáng trần chuộc tội thiên hạ. Theo tôi, ai làm tội người ấy chịu phạt. Chúa không thể chịu phạt thay tôi. Ơ-di 18:2.4. Từ khi Chúa giáng trần tới nay 2000 năm, tôi chỉ thấy nhân loại xấu hơn, sa đọa hơn. Tôi nhìn vào người Công giáo, thật tôi không thấy họ có đặc điểm gì khác người các đạo khác. Tôi rất sung sướng vì sinh ra đời mà không biết tội tổ tông, chỉ thấy rằng căn cốt con người là hết sức đẹp đẽ, tốt lành. Nói rằng nhân chi sơ tính bản thiện là quá đúng. Trời là bản thể con người và muôn vật, cho nên cái xấu chỉ là những gì giả tạo bám ngoài con người mà thôi. Nichiren Daishonin 1222-1282, người sáng lập Nhật Liên Tông ở Nhật, viết:
khi mê thì là chúng sinh, khi ngộ thì là Phật. Một cái gương tuy mờ nhưng sẽ sáng ra như ngọc trong nếu được chùi mài. Một tâm hồn hiện nay bị mây mờ, si đốn vì những sai lầm bẩm sinh, thì như một chiếc gương mờ, như một khi đã được chùi mài sẽ tỏ ràng và phản chiếu chân lý bất biến. Hãy có niềm tin và hãy ngày đêm chùi rửa gương lòng. Quý vị, làm sao chùi rửa tâm hồn? Hãy niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa. Thật là lơ thơ chùa rách giữa đàn, ai hay lại có Phật vàng bên trong. Chúng ta cũng không nên chủ trương nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tính của Phật giáo. Chương 2. Mặc khải. Mặc khải tiếng Hy Lạp là Abo Kali Xích, tiếng Anh là Revelation, tiếng Latin là Revelatio, tiếng Đức là Offenbarung, nghĩa là vén màn cho thấy những gì xưa kia bị giấu ẩn. Công giáo hiểu là: một, Chúa tự động cho ta biết rằng Ngài có thực, biết về bản tính Ngài, biết về sự hiện diện Ngài, thấy Ngài là nhân hậu toàn năng. 2. Chúa cho biết mục đích của Ngài và những gì Ngài muốn qua những sự kiện lịch sử đã xảy ra, như lịch sử dân Do Thái, như cuộc đời Chúa Giêsu. 3. Những điều Ngài truyền dạy đã ghi chép trong Kinh Thánh, và đó là chân lý và điều hay, lẽ thật. Mặc khải đã được truyền cho các tông đồ, các giám mục giáo hội, cho những người có bổn phận giảng giáo. Chỉ có giáo hội mới được mặc khải hoàn toàn, và không còn mặc khải nào khác nữa. Cá nhân có thể được mặc khải và có thể có khi được giáo hội công nhận, nhưng chúng ta không ăn nhầm gì đến đức tin. Giáo hội phạm nhiều sai lầm trong vấn đề này. Trước hết ta nên phân biệt mặc khải là do trời truyền, còn người được mặc khải là người giác ngộ. Chúa Giêsu là một người được mặc khải, nhưng đạo Công giáo không phải là đạo mặc khải. Nguyên chuyện thân phận con người hết sức là sang cả, mà Công giáo cũng không biết, lại luôn cho rằng con người là xấu xa vì đã phạm tội tổ tông. Tôi đọc Kinh Thánh cũ hay Cựu Ước không bao giờ thấy Thượng Đế đã động đến tội tổ tông. Chẳng lẽ Ngài đã quên chuyện này tay trời đó? Công giáo không biết rằng con người phải đi vào nội tâm mà tìm Chúa. Công giáo không biết rằng con người có thể có tầm kích như Chúa Giêsu, mặc dầu Phao-lô có dạy rõ ràng, nhưng Công giáo không hề biết khai thác. Công giáo cũng không biết rằng Chúa đã ngự ngay trong tâm hồn mọi người, và nước trời đã sẵn ở trong lòng mọi người. Công giáo nói người Công giáo là một Chúa Giêsu khác, nhưng không hề khai thác áp dụng. Chính vì thế mà Công giáo có phép thánh thể để đem Chúa vào lòng con người, dù là dăm ba phút. Nếu quả thật chúng ta là những Chúa Giêsu khác thì cần gì còn phải rước Chúa vào lòng? Công giáo không biết rằng mặc khải là vén bức màn vô minh lên cho con người thấy bản thể sang cả của mình, cho con người thấy rằng mình có bản thể thần linh chứ không phải là một kẻ xấu xa hèn hạ như Công giáo tưởng. Tôi không hiểu tại sao một đạo lớn như vậy mà có một điều sơ đẳng thế mà cũng không biết. Giác ngộ là mặc khải, không phải là của tư hữu, của cá nhân hay đoàn thể, mà thời đại nào cũng có vài người được diễm phúc này. Giác ngộ là một ân sủng cá nhân, không truyền cho ai được. Lữ Đồng Tân viết: đạo tặc chẳng cướp được, hỏa thiêu vẫn uy nguyên, ở đời không kẻ biết, chí thân cũng không truyền. Đạo Công giáo trong 2000 năm qua chỉ có khoảng 100 người giác ngộ như Phao-lô, như Eckhart, như Tauler, như Suso, như John of the Cross, vân vân. Các vị thánh hiền trên thường không có đệ tử. Nho giáo cũng có khoảng vài chục người như Khổng Mạnh, Trình Tử, Vương Dương Minh, Lực Tượng Sơn, vân vân.
Phật giáo có các tổ thiền như Huệ Năng, Mã Tổ, vân vân. Bà La Môn, phái Ca Ban La của Do Thái, phái Sufim của Hồi giáo, vân vân, cũng đều có các vị hiền thánh như vậy. Dù là giáo hoàng hay giám mục, nếu không được giác ngộ cũng chỉ là kẻ phàm tục phu tục tử mà thôi. Giáo hoàng hay giám mục chỉ là những người có khả năng lãnh đạo những chính trị gia, chứ không phải là những nhà thần học hay triết học. Linh mục cũng chỉ là những người bình thường, chẳng có gì là thần thánh. Giáo dân tăng bốc họ lên mà thôi. Chứ trong hàng ngũ linh mục, ta thấy có rất ít người giỏi giang, siêu việt. Không làm gì có chuyện mặc khải chung cho giám mục, cho giáo hội, vân vân. Không làm gì có chuyện mặc khải công đồng cho quần chúng. Phaolô cho rằng tuy ngài sinh sau để muộn, nhưng tài năng hơn các tông đồ khác. 11.2.5 đến câu 6. Ngài chê các tông đồ khác không có tài giảng đạo. 2. CO 10.2.15 đến câu 17. Ngài cho rằng mình hơn các tông đồ khác và không thèm lấy tiền của dân, vân vân. Trong thư gửi cho giáo hữu Galatex, ngài cho biết không học hỏi gì với các tông đồ. Ga 1.2.15 đến câu 22. Và đáp nặng lời chê bai Phêrô. Ga 2.2.11 đến câu 14. Và cho rằng phúc âm ngài giảng là phúc âm duy nhất. Ga 1.2.8 đến câu 10, vân vân. Như vậy ngài có học được gì nơi Chúa Giêsu đâu? Hay nhất là chính Phaolô mới là người sáng lập ra đạo Công giáo, chứ không phải Chúa Giêsu. Tóm lại, giác ngộ là thần con người thông đạt được với thần vũ trụ, tiểu ngã con người kết hợp được với đại ngã vũ trụ, và nhận thấy mình và trời đất cùng là một thể. Khẩu quyết của Bà La Môn là Tát Pham A Si, con là cái đó, nghĩa là con chính là đồng thể với Thượng Đế. Giáo lý Công giáo rõ ràng không hay biết điều này, cho rằng Chúa đã thủ thỉ cho con người hay biết tâm tư mình qua Kinh Thánh, điều là điều mà Hiền Thánh Á Đông không bao giờ chấp nhận. Không tự đã nói trời có nói gì đâu, thế mà bốn mùa cứ vần xoay mãi, vạn vật trong vũ trụ cứ sinh hóa mãi, mà trời có nói gì đâu. Luận Ngữ chương 19 trang 18 chương 3 Chúa Ba Ngôi. Trước hết ta nên biết Chúa có nhiều tên, ít nữa là 7 tên sau đây. Javed chính là tên này. Tên này không có mẫu âm nên không đọc được, nên thường phải chua chữ Adonai, Chúa ở dưới. Đến sau người ta mượn 3 mẫu âm A, O, I hay Ơ của Adonai mắc vào chữ IHWH thành Jehovah. Jehovah được nhắc đến trong Thánh Kinh 6.832 lần. B. Adonan Elohim được nhắc đến 3.350 lần. D. Đôi khi ta còn thấy tên El Elyon, biến dạng của Elohim. E. Shaddai được nhắc tới 301 lần. F. Lo Shabbat, Chúa các đạo binh. G. Trong Kinh Thánh mới, Javed được gọi là Kyrios hay gọi là Lot. Thánh Kinh coi Chúa là đấng thô bạo, hay giận, hay báo thù, hay ghen, yêu chuộng hòa bình và đấng tối cao. Thiên Chúa giáo chủ trương Chúa Ba Ngôi, Do Thái giáo, Hồi giáo chủ trương Thượng Đế là duy nhất. Kinh Thánh cũ hay cũ ước âu này đây, lời Yahweh vua Israel, đấng cứu chuộc Israel, Yahweh các đạo binh, ta là đầu, là cuối, ngoài ta ra không có Chúa nào khác. Ai là người giống ta, hãy đứng lên nói xem. Isa 43 2.6 đến câu 7. Chính ta, Yahweh đã làm nên tất cả,
ta là một mình trăng trời bệnh đất, nào có ai đã giúp ta? Isa 44:2-24. Và các ngươi hiểu rằng chính là ta, trước ta không có Chúa nào và sau ta cũng không có Chúa nào. Chính ta là Giave, không có đấng cứu rỗi nào ngoài ta. Không ai có thể cứu rỗi khỏi tay ta. Ta làm thì không ai có thể kháng cáo. Isa 43:2-11-13. Ta là Giave, ngoài ta ra không có Chúa nào khác. Isa 45:2-5. Chính ta là Giave, ngoài ta ra không còn có Chúa nào khác. Isa 45:2. Hãy quay về với ta từ muối cùng mặt đất, vì ta là đấng chẳng ai bằng. Isa 45:2-22. Chính ta là Giave, vinh quang của ta, ta sẽ không ban cho người khác hay cho các thần tượng vinh dự ta. Chúa nói vậy thì làm gì có ngôi hai, ngôi ba. Tôi là kẻ ít học, nhưng đọc những lời Chúa phán rõ ràng như trên thì không sao mà còn dám tin Chúa ba ngôi nữa. Kinh Koran Hồi giáo ghi: nhân danh Chúa rất nhân từ, hãy nói Thượng Đế là duy nhất, là tuyệt đối, Ngài không sinh ra ai và cũng chẳng ai sinh ra Ngài, và không ai bằng Ngài. Koran Surat 112. Và họ nói: Chúa có nuôi con, Chúa Ngài thánh tịnh không? Nhưng mọi sự trên đời dưới đất đều là cha của Ngài, mọi sự đều phục vụ Ngài. Koran Surat 2:116. Jesus chết, con bà Maria chỉ là một sứ giả, chớ nói ba ngôi. Đừng nói vậy sẽ hay hơn. Chúa là đấng duy nhất, vậy thôi. Chúa có con, Chúa Ngài thánh tịnh, cả trời đất đều thuộc về Ngài. Koran Surat 4:171. Chỉ những kẻ vô tín ngưỡng mới nói Thượng Đế chính là Chúa Giêsu, là con bà Maria. Chúa Giêsu nói: hỡi con cháu Israel, hãy nhớ lời Chúa, Chúa tôi và Chúa các anh. Koran Surat 5:74, vân vân. Như vậy Hồi giáo không tin Giêsu là một ngôi trong ba ngôi, không tin Ngài là Thượng Đế mà chỉ là một sứ giả, nhưng thua Mahomet. Thánh Kinh Mới hay Tân Ước ghi lại lời Chúa Giêsu nhận xét về chính Ngài: lời ta dạy không phải là của ai, mà là của đấng đã sai ta. Ai muốn làm theo ý Ngài sẽ thấy lời ta dạy là của Ngài, chứ không phải là của ta. Gioan 7:2-16-18. Cha ta luôn làm việc và ta cũng vậy. Gioan 5:2-17. Vì cha ta hơn ta. Gioan 14:2-28. Sao ngươi nói ta tốt lành? Không có ai tốt lành trừ phi Thiên Chúa. Mic 10:2-18. Luca 18:2-19. Chúa là Chúa thật sự và Giêsu chết là sứ giả Ngài. Gioan 17:2-3. Lạy cha, sao cha bỏ con? Mic 15:2-34. Vậy cha con xin phó linh hồn con trong tay cha. Luca 23:2-46. Lạy cha, nếu cha muốn xin đừng bắt con uống chén này, nhưng xin cha đừng cứ ý con mà xin cứ ý cha thi hành. Luca 22:2-42. Kẻ nào thắng ta sẽ cho ngồi cùng ta trên tòa ta, cũng như khi ta thắng đã ngồi cùng cha ta trên tòa ta. Ai có ta thì hãy nghe lời thần Chúa nói. Ri 3:2-21-22. Như vậy Chúa Giêsu không bao giờ dám xưng mình là Thượng Đế, không dám nhận mình là tốt, và luôn gọi Thượng Đế là đấng đã sai mình, là đấng hơn mình, thì làm sao mà Ngài bằng Thượng Đế cho được? Chẳng lẽ lời nói để hiểu ngược lại? Và nếu ai thắng Ngài đã dám mời lên ngồi cùng tòa với Ngài, thì chắc là xưa nay đã có người làm được như vậy. Thế thì Ngài còn gì là độc tôn nữa? Khi gần chết, Giêsu chết thấy cô đơn nên mới kêu: sao cha bỏ con? Và khi chết, Ngài phó linh hồn trong tay Chúa Cha. Như vậy Ngài làm sao
bằng Đức Chúa Cha được. Vấn đề chủ bàn ngồi còn đi ngược lại với triết học. Trong thế giới này có một nền triết học rất cao siêu Á Châu, gọi là thuyết này là thuyết thiên địa vạn vật đồng nhất thể. Âu Châu gọi là thuyết phóng phát. Thuyết này chủ trương vạn vật đều có chung một bản thể như nhau. Biết điều này là giác ngộ, không biết điều này là vô minh, là chúng sinh. Biết mình có chung một bản thể với trời và biết đường tu luyện sẽ trở về hợp nhất với trời, đó là phối thiên. Trung Dung 26 Đạo Đức Kinh trang 68 là Niết Bàn Phật giáo, và Bà La Môn giáo gọi là Niết Bàn, là diệt hết mọi hình tướng, phối hợp với Thượng Đế. Trong sách Deuteronomy, Chúa xưng mình ta là bản thể. Trong vạn hữu, cái gì biển thiên là hiện tượng, là vọng tâm. Cái gì bất biến là bản thể, là chân tâm, là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn là diệt hết mọi hình tướng, mọi hiện tượng biến thiên, là trở về với Thượng Đế. Xin tạm dừng chút xíu ở chỗ này, vì cái bác sĩ Nguyễn Văn Thọ chắc ông cũng không có nghiên cứu về Phật giáo lắm, cho nên khi nói Phật giáo Bà La Môn gọi là Niết Bàn là diệt hết mọi hình tướng phối hợp với Thượng Đế đều là sai nha các bạn. Đừng hiểu vấn đề này là đúng, vì Đức Phật không bao giờ nói Niết Bàn là hợp với Thượng Đế, mà Niết Bàn là một trạng thái tịch tỉnh bậc tham sân si vọng động của con, của hiện tượng tâm sinh của bản thân mình, trở về một thường tính vắng lặng tịch tỉnh hằng hữu, chứ không phải hòa nhập với Thượng Đế. Vì Thượng Đế này theo như Đức Phật thì đó gọi là cõi trời, nằm ở cõi trời thì không thể nào đạt được cái Niết Bàn. Niết Bàn là cao hơn Thượng Đế này rất là nhiều, và Thượng Đế này còn nằm trong sinh tử, nằm trong luân hồi, còn sanh diệt. Khi hưởng phước hết phước thì sẽ đọa lạc bình thường, còn khi đã Niết Bàn tịch tịnh thì không bao giờ có chuyện sinh diệt, không bao giờ có chuyện Thượng Đế nằm trong đây. Cho nên các bạn lưu ý, khi hiểu về Phật giáo thì phải hiểu cho cặn kẽ. Khi nói Niết Bàn thì chúng ta nghĩ ra vắng lặng tịch tỉnh, bất sanh bất diệt, không hòa nhập với bất kỳ một lĩnh vực nào, ngay cả trung đạo cũng không thể. Tại vì khi trung đạo còn chấp về trung, khi Niết Bàn là bật hết lưỡng biên, kể cả trung gian. Đó là cái cốt yếu thượng thừa của Phật giáo. Cho nên khi nói đến vấn đề này thì chúng ta nên hiểu Phật giáo nhiều hơn, chúng ta phải nghiên cứu về Phật giáo nhiều hơn thì mới hiểu được cái này. Đây là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, thì cũng theo như mình được biết thì ông chỉ nghiên cứu về tín đồ của Nho giáo chứ không phải tín đồ của Phật giáo. Cho nên khi nói nhầm lẫn về giáo lý của Phật giáo thì cũng là chuyện đương nhiên, cũng giống như Thiên Chúa giáo hiểu về Phật giáo. Mình xin tiếp tục. Cho nên muốn tìm cho ra Thượng Đế phải tìm Ngài trong cái bất biến, chứ không phải là trong cái gì biến thiên. Ngài không thể tách rời khỏi vạn hữu, vì ta và thân nhân chính là Ngài, vì vũ trụ chính là Ngài. Thuyết này đã bị Công giáo phi bác vì cho là tà đạo. Bier thứ 19 trong tập Kỷ Yếu Tà Thuyết ra ngày 8 tháng 12 năm 1864 đã phỉ bác thuyết này. Nếu ai cho rằng không làm gì có đấng Thượng Đế quan phòng tối cao tách trời vũ trụ, Chúa và vạn hữu là một, và như vậy Ngài có thể biến thiên, thật ra Ngài đang biến hóa trong con người và trong vạn hữu. Vạn hữu là Ngài và có cùng bản thể như Ngài. Ngài và vũ trụ là một thứ chứ không hai. Và nếu ai nói rằng Chúa và muôn loài có cùng một bản thể, và vạn vật hữu hình hay vô hình, hay ít nhất là vô hình, đều phóng phát ra từ bản thể Thượng Đế,
và bản thể Thượng Đế hóa thành vạn vật bằng cách hiện thân hay biến hóa bản chất Ngài. Hoặc cuối cùng, ai cho rằng Chúa là tất cả, là phổ quát như vô định, đã hiện thân thành vũ trụ rồi, vũ trụ lại phân hóa thành giống loài, chủng tộc hay cá nhân, kẻ ấy bị tuyệt thông. Tuy nhiên, thuyết thiên địa vạn vật đồng nhất thể đã được hiền thánh Á Đông, Bà La Môn, Phật, Lão Khổng chấp nhận. Bộ kinh dịch cũng theo chủ trương này. Các mật tông, mật giáo Âu Châu cũng theo thuyết này và gọi đó là thuyết phóng phát. Sở dĩ Âu Châu phải nấp sau bình phong các mật tông vì sợ các tòa hình án công giáo. Các mật tông, mật giáo nói trên là Kabbalah, Chitan, Gnosticism, Jewish, Gnosticism, vân vân. Một người có công khác khai thác và nâng đỡ các mật tông, mật giáo nói trên là Cosimo de Medici, sinh năm 1389, mất năm 1464, dòng họ Medici, cai trị Florence từ thế kỷ thứ 14 cho đến năm 1737. Như vậy rõ ràng chân lý chỉ có một, không phân Đông Tây. Tiếc rằng Công giáo đã cố chấp không nhận mình là sai. Nói vậy tức như nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tính, và con người rốt ráo ai cũng thành trời, thành Phật được. Quan niệm ai cũng thành trời, thành Phật không phải thánh kinh không có, nhưng dở cái là giáo hội không bao giờ chịu khai thác. Chẳng hạn Chúa Giêsu nói, ước gì mọi người trở nên một như cha, cha ở trong con và con ở trong cha. Ước gì chúng cũng nên một với chúng ta. John 11-21. Upanishad viết Ngài ẩn thân trong vạn hữu, mà đại ngã không thể Ngài hiển lộ ra. Nhưng các bậc thấu thị cũng khối óc tinh tế tuyệt vời đã thấy điều đó. Ai biết điều đó sẽ thoát tử vong. Báo Los Angeles Times ngày thứ năm 19 tháng 8 năm 1995, một quảng cáo về University Synagogue của Do Thái giáo nhận định về Thượng Đế như sau: chúng tôi tin Thượng Đế là thần linh nội tại trong ta và trong vũ trụ. Thần linh đó giúp ta trở nên những người biết thương yêu, lo lắng cho mọi người. Năng lực nội tại đó chúng ta cảm thấy được bằng suy tư, bằng kinh nghiệm và bằng linh giác chúng ta. Năng lực nội tại ấy thúc đẩy ta hoàn thiện bản thân và ăn ngay ở lành. Chúng ta tìm thấy Chúa trong khi tìm hiểu về chính mình, trong khi lo cho mọi người sống ngay lành và lo cho mình sống như một người Do Thái. Tôi rất thích định nghĩa trên về Thiên Chúa và thấy rằng nếu ta không hiểu chính mình thì làm sao hiểu được Thượng Đế. Ba điều suy nghĩ riêng tư. Một, Chúa Thánh Thần. Kinh Thánh chép: A. Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu là do quyền phép Chúa Thánh Thần. B. Ngài lên rừng ăn chay là do Thánh Thần hướng dẫn. C. Thánh Thần hiện ra trên đầu Ngài như con chim bồ câu khi Ngài chịu phép rửa. Như vậy là khi Chúa Giêsu giáng trần, Ngài hoàn toàn không biết gì về chuyện đó và không tham dự vào chuyện đó. Chuyện đó hoàn toàn do Chúa Thánh Thần. Ngài lên rừng ăn chay cũng là do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Lúc chịu phép rửa là lúc Chúa Thánh Thần nhập vào Ngài và làm cho Ngài trở nên giác ngộ. Như vậy thì Chúa Thánh Thần phải là cha Ngài, vì đã cùng với Đức Mẹ sinh ra Ngài, hay ít ra cũng cao siêu hơn Ngài. Vì đã hướng dẫn Ngài, như vậy tại sao lại là ngôi ba sinh bởi Chúa Cha và Ngài? Và làm sao Ngài có thể sai Chúa Thánh Thần được? Giáo phái Unitarian Universalist chủ trương Chúa có một ngôi, và giáo hội chủ đạo này là Serventus 1511, sinh năm 1511, mất năm 1553, đã bị lên giàn hỏa ở Geneva năm 1553. Môn phái này đã có những giáo hữu lỗi lạc như Isaac Newton, như Mason Channing. Đó là một đạo
giáo cởi mở nhất ở Mỹ này. Tôi có đến dự vài chủ nhật tại trụ sở nằm cuối đường Victoria Court Mesa, nhưng thấy rằng đường lõi tuy cởi mở nhưng trình độ hiểu biết về chân đạo còn rất là ấu trĩ, vì tôi chưa gặp được những bậc cao đạo đức cả của giáo hội này nên tôi không tới nữa. Hai, tước hiệu Con Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, tước hiệu Con Thiên Chúa được thấy ở nhiều nơi, dùng cho nhiều người, và nhiều người tự nhận mình là Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhận mình là Con Thiên Chúa như David, Salomon, vua xứ Thay, vua Rayrod cũng nhận mình là Con Thiên Chúa nữa. Chưa kể là chính Satan cũng được gọi là Con Thiên Chúa, và các thư của Phao-rô cũng cho rằng con người có thể trở thành Con Thiên Chúa. Như vậy ai sẽ là Con Thiên Chúa theo Kinh Thánh? Xưa thưa là những con người lãnh đạo David, Salomon hay những con người toàn hoàn thiện. Và tôi không hiểu sao con lại hoàn toàn bằng cha. Và trong các Con Thiên Chúa kể trên, ai là con thật, ai là con giả? 3. Chúa sống lại. Công giáo cho rằng ba ngôi hoàn toàn bằng nhau, nhưng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần thời không có xác, Chúa Giêsu lại có xác. Vậy ai sẽ hơn ai? Á Đông cho rằng cái xác này chỉ là cái thân tứ đại giả hộp, chỉ là cái gì hôi thối thì làm sao tồn tại với thời gian được. Không thể nói Chúa phép tắc làm gì cũng được. Mã Đơn Dương viết: thành tiên chỉ thị thần quan, thiên cung vô dụng xú bì nan. Dịch: thành tiên âu chỉ cốt thần quan, thiên cung xá kệ cái xác phàm. Đó là những suy lẩm cẩm của tôi, mong các vị cao minh chỉ giáo. Một điều, đó là những một điều tưởng cần nhớ lại Michael Servetus, người Tây Ban Nha, sinh năm 1511, chết năm 1553, là người chống lại những chuyện như Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu có hai tính, và chuyện rửa tội cho trẻ con. Servetus bị tòa hình án Công giáo Lyon kết án trên chỗ, nên trốn sang Geneva. Ở đó ông bị Calvin cho lên giàn hỏa ngày 27 tháng 10 năm 1553. Nay giáo hội Unitarian vẫn coi ông là giáo chủ. Chương 4. Giêsu xuống thế chuộc tội thiên hạ. Như trên tôi đã không chấp nhận tội tổ tông, nên nay cũng không chấp nhận Chúa đã xuống thế chuộc tội thiên hạ. Quyển Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng đã nói khá nhiều về ơn cứu rỗi và đã trả lời những vấn nạn như: 1. Việc Đức Kitô hy tế nhằm cứu chuộc nhân loại có cần thiết không? Trang 72 đến trang 75. 2. Tại sao nhân loại cần được cứu rỗi? Trang 76 đến 80. 3. Phải chăng tất cả thế giới sẽ được cứu độ? Trang 90 đến 97. 4. Ngoài Công giáo không có ơn cứu độ sao? Trang 149 đến trang 155. Tôi đọc những lý luận của giáo hoàng, thấy lòng tôi không hề có chút rung cảm nào. Tôi đọc các câu cựu ước sau đây mà sợ: và các ngươi hiểu rằng chính là ta, trước ta không có chúa nào, và sau ta cũng không có chúa nào, chính ta là Gia-vê, không có đấng cứu rỗi nào ngoài ta, không ai có thể cứu khỏi tay ta, ta làm thì không có ai thể kháng cáo. Isaac 43 2.11 đến câu 13. Ta là Gia-vê, ngoài ta ra chẳng có ai bằng. Isaac 45 2.5. Nếu Gia-vê đã phán quyết là không có đấng cứu thế nào ngoài người, và không có chúa nào ngoài người, thì ta còn băn khoăn về cứu thế làm gì nữa. Tôi đi tìm các câu trong Thánh Kinh để xem có chỗ nào Chúa Giêsu trực tiếp xưng mình là đấng cứu thế không. Tôi không tìm ra được câu nào. Tôi thấy có mấy câu như Luca 21 2.28, Matthew 20 2.28, Luca 1 2.68, Luca 2 2.38. Trong các câu trên chỉ có câu Matthew 20 2.28, con người không đến để được hầu hạ, như là để hầu hạ và thí mạng sống mình làm giá buộc thay cho nhiều người.
Câu này gần nhất vấn đề ta tìm kiếm. Còn các câu khác nói Chúa lấy máu mình chuộc tội cho loài người là của Phao-lô hết. Tôi mới hiểu vấn đề Chúa cứu chuộc là của Phao-lô đã bày ra. Đại khái lịch sử ơn cứu độ đã được giáo hoàng John Phao-lô đệ nhị bất lược như sau. Lịch sử ấy khởi đầu với Adam. Thứ nhất, qua mặt khải về Adam. Thứ nhì là Đức Chúa Giê-xu Kitô 15-245. Và kết thúc bằng sự viện viên mãn tối hậu của lịch sử thế giới trong Thiên Chúa khi Ngài trở thành tất cả cho mọi sự 15-228. Nói thế có nghĩa là Thánh Phao-lô đã cho rằng Chúa xuống thế vì tội tổ tông. Nhưng thực ra Chúa xuống là thế cốt để trao giảng nước trời. Cũng nên ghi nhận rằng Kinh Thánh cũng chỉ biết có mấy nước Ai Cập, Phi-sa-tin, Do Thái, Assyria, Babylon, Ba Tư v.v. Còn các nước Á Châu, Châu Úc, Châu Mỹ v.v. là những 13 châu mới tìm ra sau 1.000 năm. Thì làm sao quả quyết được rằng Chúa đã biết tôi và muốn chuộc tội cho tôi? Hơn thế nữa, Do Thái chỉ có 3 miền nhỏ là Galilee, Samaria và Judah mà Chúa Giê-xu nhất định dĩ giảng cho xứ Galilee và Jude, chứ không chịu giảng cho xứ Samaria hay chữa cho người Samaria, một xứ nằm giữa Galilee và Jude, như Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Ngay với dân Samaria và Chúa còn tỏ ra hẹp lượng như vậy thì làm sao tôi tin được rằng Ngài đã nghĩ đến dân Việt Nam chúng tôi? Khi Ngài giảng cho dân Do Thái, Ngài toàn dùng dụ ngôn để cho họ nghe mà không hiểu. Chúa nói bởi thế mà ta dùng ví dụ nói với họ, vì họ nhìn mà không nhìn và nghe mà không nghe, không hiểu. Và như vậy được nên trọn lời sấm của Isaiah rằng: các ngươi có nghe cho lắm mà cũng không hiểu, các ngươi có nhìn để mà cũng không thấy, vì lòng dân này đã ra chai lại, chúng đã nặng tai nghe, chúng đã nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được mà trở lại, và ta lại chữa chúng lành. Matthew 13:2-13 đến câu 15. Như vậy, đâu Ngài muốn cứu mọi người? Chúa nói là đem tin mừng lại cho mọi người. Nhưng tin mừng Ngài đem lại là phải tin theo Ngài, nếu không sẽ bị trầm luân trong lửa ngục, ngục đời đời. Gia-vê dạy tôi rằng sau này cuộc sống này tôi sẽ xuống xeo sống vất vưởng qua ngày điều hiu vô vọng. Tuy Ngài không hứa cho tôi cái gì, nhưng ít là Ngài không dọa tôi xuống hỏa ngục, cho nên tôi thấy theo Gia-vê ít ra cũng đỡ âu lo hơn. Hơn nữa, Chúa Giê-xu đoàn kết là Ngài không dạy điều gì mà không phải là do Thiên Chúa mà ra. John 15:2-15, John 7:2-16. Cho nên khi thấy tin mừng của Ngài sặc mùi lửa hỏa ngục, tôi thấy không mê tin mừng Ngài vì tôi thích xeo hơn. Và lại Gia-vê không có dạy có lửa hỏa ngục thì Chúa Giê-xu là con lấy cái đó ở đâu ra? Tôi cũng không chấp nhận mình là làm tội mà có người vô cố đến gánh lấy thay cho mình. Chúa Cha khôn ngoan vô cùng, sao lại không nghĩ được kế sách gì hay hơn mà lại phải đày đọa con mình, bắt con mình phải chịu cực, chịu khổ như vậy thì Ngài mới vui lòng hay sao? Ngài sai con xuống thế, sao chỉ cho con Ngài sống có hơn 30 tuổi rồi bắt phải tử nạn, thật oan uổng quá. Chúa Giê-xu khổ sở như vậy mà nay hứa chuộc tội cho tôi, đem hạnh phúc muôn đời đến cho tôi, làm sao tôi dám tin Ngài cho được? Có lẽ vì Chúa đã thất bại khi xuống thế lần thứ nhất nên Ngài mới nôn nóng xuống thế lại lần thứ hai trong vinh quang. Thiết thay là Đức Chúa Cha đã không cho Ngài làm chuyện này và đã cho thế gian kéo dài thêm nhiều triệu năm nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Vì ngôn ngữ không thông thạo cho nên đọc bị vấp váp, xin các bạn vui lòng hoan hỷ tha thứ bỏ qua cho. Mời các bạn đón xem chương tiếp theo, chương 5, các lời tiên tri. Tin Kinh Thánh là lời Chúa.
trang bác sĩ Nguyễn Văn Thọ. Bài này của bác sĩ Nguyễn Văn Thọ nha các bạn. Các bạn nếu muốn tìm hiểu sâu xa hơn thì vào trang sách thiếm để theo dõi ông. Còn mình làm để những người bận rộn thích nghe thì nghe. Xin quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.